cuộc sống ở nước ngoài qua lời kể của những người con xa xứ. Những ngày gần đây, vụ việc 39 người tử vong trên container tại Anh đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và truyền thông. 39 người chỉ là một phần trong số rất nhiều người con vì mong muốn đổi đời và giúp đỡ gia đình đã lựa chọn con đường đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Thế nhưng không phải ai cũng đạt được mong muốn của mình, không phải ai cũng có được cuộc sống tốt nơi xứ người. Có rất nhiều người đã chia sẻ về cuộc sống không như mơ ở nơi xa lạ. Đó là những ngày làm việc quên ăn, quên ngủ, làm thâu đêm suốt sáng, với những bữa cơm đạm bạc nuốt vội hay chiếc bánh mì khô khốc để tiết kiệm tiền gửi về gia đình. Đồng cảm với những hoàn cảnh đó, xin mời các bạn cùng lắng nghe những dòng tâm sự của bạn có nickname Kẻ Buôn Nỗi Buồn. Bạn đã có những lời tâm sự vô cùng xúc động mang tên Ngày tôi xa quê, nỗi buồn tha hương, khiến nhiều người bật khóc. Đêm buồn giá rét, dòng người hối hả, tâm trạng rối bời. Ở nơi xa xứ, niềm vui nào bằng được bên gia đình, bên làng quê của mình chứ? Ánh mắt xa xăm đầy hoài niệm và những dòng ký ức xưa bỗng hiện về một cách ồ ạt. Ngày phải xa quê. Ngày em xa quê, mưa reo bến vắng, cỏ bay ngang sông, sông chưa tắt nắng. Chợ quê ban mai, em không đến nữa, còn nguyên trên vai, mưa che nắng xóa. Cảnh tượng ngày phải xa quê chắc là dấu ấn cuộc đời tôi không thể bao giờ quên được. Ngần ấy thời gian mà vẫn in đậm trong tâm trí, ngày buồn dai dẳng nhất của cuộc đời tôi. Và giờ đây, có lẽ nếu có nhớ, cũng không thể thốt lên thành lời. Quang cảnh làng nghèo đơn sơ, cánh đồng lúa chiều tà lúc nhìn về xa xăm, cảnh đàn em nô đùa vô tư lự. Trên tay là chiếc vali cũ đầy ắp những hành trang để chuẩn bị hành trình đi đến nơi xa xôi, miền đất hứa để thực hiện khao khát thoát nghèo của chính mình và của gia đình. Đôi điều bố mẹ căn dặn, khi nào đến nơi nhớ viết thư gửi về cho bố mẹ nha con. Thân một mình đến đất khách quê người thì phải biết khôn khéo để mà sống. Khó khăn quá cũng phải cố, nhưng khi cố không được thì hãy quay về bên bố mẹ. Đôi lời nói ấy giờ là trang bị để tôi vững tin và đối mặt với cuộc sống hiện tại. Đồng xanh hôm nay, ai vắng xa rồi. Đồng xanh từ đó, in màu mây trời. Ngày em xa quê, khuya sớm trông về, dường như mình đã phiêu bạc lâu rồi. Ngày hôm ấy, bữa cơm ăn gia đình còn vội vã, dòng xe đã hối hả thúc giục tôi lên đường cho kịp lộ trình. Buồn nào tả xiết, dòng xe cứ lăn bánh đi. Ngồi trên xe, nhìn cái vẫy tay đầy luyến tiếc của đấng sinh thành tiễn con đi xa xứ, chắc cảm giác lúc này bố mẹ buồn lắm. Cái ôm chia tay lúc vội còn vương vấn vài giọt nước mắt chia ly. Nhìn đàn em thơ dõi trông theo người anh xa xứ, dường như chúng phải tạm xa một điều rất quý báu. Chúng khóc ré lên mà nghe não lòng và xà vào người bố mẹ để được vỗ về, an ủi. Nhìn quang cảnh làng quê nghèo lần cuối, nghèo nàn nhưng mà chan chứa chất tình, sau này chắc xa lạ lắm đây. Quê nghèo à, chờ tao trở về nhé. Dài như sông trôi, xa như nỗi nhớ, tuổi trăng 20, qua không biết nữa. Bỏ quên trong mơ, hay vương vấn mãi, mùa sen trên tay, xin em giữ lấy. Ngày em xa quê, Thủy Chi, vòng eo 56. Tôi đi với tâm trạng vừa buồn vừa vui. Buồn vì tôi phải một mình trơ trọi bên xứ người. Vui vì tôi có thể thay đổi cuộc sống của một gia đình, chứ quanh năm cơ cực, bố mẹ vẫn nghèo mãi. Trên vai nhiều mảnh vải chắp vá chồng chéo lên nhau, đàn em tôi chắc hẳn đã quen với cái nghèo rồi. Chúng biết cảm giác khi đói, chứ cảm giác nghèo là như thế nào, sao chúng chả mà định nghĩa được. Các em yên tâm nhé, mai này anh hai sẽ cố gắng thật nhiều để các em sẽ được cắp sách đến trường, được nô đùa cùng bè bạn, sẽ không còn khổ như anh hai. Có lẽ lưu luyến biết mấy, buồn bao nhiêu cũng phải đành rời xa nơi này. Mai này những bữa cơm nghèo đạm bạc vây quần bên nhau cũng là thức quả quá đỗi xa xỉ đối với những người xa xứ như tôi. Vài con khô, vài đọt rau vườn làm nên bữa cơm còn đâu, đổi cơm với cá kho quẹt cũng đắt đỏ lắm cơ, cả bầu trời đầy tiếc nhớ. Cảm giác thật khó tả,
đã bao lâu rồi bạn không nghe tiếng gọi thân thương của gia đình. Ắt hẳn đây là nỗi thèm khát, chỉ ai đi tha hương mới thấu hiểu hết nỗi buồn của những kẻ xa quê. Cũng giống như bạn kẻ buôn nỗi buồn, cách đây không lâu, trên mạng xã hội truyền nhau bài viết của một bạn có tên NHH, từng là du học sinh ở Nhật Bản. Chia sẻ của H về cuộc sống của du học sinh nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, H viết: gọi về nhà lúc nào mọi người cũng bảo ở gần nhà có con bé nhà bà này, ông nọ, đi sau mình 3 tháng mà mỗi tháng nó gửi về nhà 40 đến 50 triệu. Lại còn mấy tháng lại thấy về nhà một lần, quà cáp họ hàng đủ cả. Tự hỏi có khi chúng nó tìm thấy mỏ vàng ở Nhật mà không nói cho mình biết hay sao đó. Mỗi tháng 40 triệu, vị chi sau nửa năm là nó gửi về 240 triệu, trả được chi phí sang đây luôn. Trong khi mình và đa số những người xung quanh, cuộc sống chẳng dễ thở tí nào, tất bật đủ bề. Tiền ăn, tiền nhà, tiền sinh hoạt phí, tiền sắm sửa đồ đạc, cứ đến tháng là đổ ập một đống lên đầu. Tự túc ư, đừng đùa tôi, nhà lo được, nuôi được hãng đi cho biết, còn không thì chỉ sơ sẩy một bước chân, bạn sẽ có hai lựa chọn. Một là quay gót ra về khóc với mẹ cạnh đống giấy nợ bên cạnh. Hai là chịu khó phạm pháp, chui lủi ngoài vòng pháp luật mà sống. Nói ra đây cho thỏa nỗi lòng và cũng để mọi người ở nhà có cách nhìn chính xác hơn. Du học chỉ có màu hồng khi nhà bạn buôn vàng. Còn không, đừng nghĩ sang đây sẽ đổi đời, sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Mọi thứ bạn dùng, bạn ăn, bạn uống hàng ngày đều phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Hiện nay, nhiều bạn trẻ nuôi mộng sang nước ngoài du học vừa làm với thu nhập cao ngất ngường. Thế nhưng chỉ có những người đã từng trải qua mới hiểu được rằng cuộc đời không màu hồng như mọi người vẫn tưởng. Bạn hát tiếp tục cho biết: bạn nào ngu ngơ hồi đầu mới sang đây, chẳng may bị lừa thì khốn khổ khốn nạn lắm. Vài người cuộc sống thoải mái hơn tí thì gia đình phải gửi tiền sang, còn không thì ngày 12 tiếng đi làm, 4 tiếng đi học, 1 đến 2 tiếng di chuyển ngoài đường. Về đến nhà là mặt mũi không khác gì moi dưới cống lên, đụng vào là gắt cả thầy. Đứa nào con gái không chịu được thì khóc hoặc ngủ như chết để ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy. Học ở tỉnh đã khó, huống hồ gì Tokyo lại là thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới. Đành là còn trẻ, chi tiêu nào biết trước sau gì đâu, quần áo nước nhà người ta đẹp, bền, phải mua chứ. Đi học, đi làm với người nước ngoài, người Hàn, người Trung, người Đài Loan, đầu tóc họ gọn gàng, đẹp đẽ, mình cũng phải sửa cho nó hợp môi trường chứ. Thế mới có chuyện tiền lương chưa tới tay, đã bị các khoản nợ xé sạch còn vài đồng xu lẻ. Ở nhà thì ai biết đâu, còn mình đi học ở đất nước giàu, ở thành phố lớn, sang chảnh các kiểu, chứ ai biết được mọi ngóc ngách nguồn cơn. Rồi đến ngày lễ, ngày Tết, gọi về nhà nước mắt rưng rưng, mệt mà muốn về cũng tốn tiền nữa, chứ phải muốn về là được đâu. Khổ lắm chứ sung sướng như ai cũng nghĩ đâu. Cho nên ai muốn du học ấy, xác định là nhà có tự lo được chi phí sang đây không, vay mượn ngân hàng thì dẹp luôn, ở nhà cho ngoan. Chi phí sang sấp xỉ 200-300 triệu, sang đây sinh hoạt hàng tháng 10-15 triệu, tiền đồ ăn, tiền điện thoại, tiền nhà, tiền điện nước, tàu xe, tiền thuê má, chưa tính chuyện ốm đau hay nặng hơn là đi viện, nếu ngày nào cũng húp mì và ở nhà trọ thuộc dạng sập sệ nhất. Tất cả phải tự lo hết, chứ chả ai cho không đâu. Cứ sống như vậy, dành dụm lấy một tháng 20-25 triệu, rồi đóng học phí trường tiếng. Học xong trường tiếng thì đóng học phí trường cao đẳng hoặc đại học nữa. Theo chủ nhân bài viết, anh không tin được chuyện người nhà hay so sánh rằng con nhà người ta sang có vài tháng đã gửi về 30-40 mỗi tháng. Theo anh, những người đấy họ chả khác gì cái máy chỉ biết ăn, làm và kiếm tiền. Kéo theo đó, việc học hành sẽ vô cùng chểnh màng, mà không tích lũy được kiến thức, học kém quá cũng không được ở lại. Bạn thân mến, khi đọc những bài chia sẻ này, bạn có suy nghĩ gì? Có thể chúng ta còn trẻ, chúng ta phải nỗ lực, phấn đấu, không ngại khó, ngại khổ để có tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng có lẽ một điều quan trọng không kém so với những nỗ lực đó chính là việc bản thân bạn cần phải nhìn nhận và đối mặt với thực tế, thay vì chỉ nghe theo những lời hứa hẹn về một tương lai màu hồng mà bất chấp tất cả.
Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.